rồi ôi, đang tính úp vỉa một tí mà vỉa ngay vào hàng bánh giò. Gọi liền cô chủ quán cho order một cái bánh giò vỉa thẳng vào trái tim em. Cô chủ quán liền nói, đi ra kia chơi. Chỗ tao là chỗ bán hàng chứ chỗ đùa của chúng mày à? Đùa một tí xương xương mà sao cô nóng thế? Thôi thì cho cháu order nghiêm túc một cái bánh giò kèm chả. Chả bao giờ yêu ai ngoài em. Tính ra là ăn hàng này từ cái hồi mà mình còn bé tí, thế mà bây giờ mình lớn đùng rồi. Bánh giò ở đây thì thực ra là nó cũng bình thường thôi, mà giá thì cũng hơi cao một tí. Cơ mà để so sánh với các hàng khác thì nó vẫn thuộc dạng ngon đấy. Quả tương ớt đây kiểu cay cay nhưng mà vẫn hơi ngọt ngọt nha. Nhân thì cũng rất là đầy đặn nè. Vỏ bánh thì kiểu ấm nóng nhưng mà không bị nát nha. Nhân thì cũng khá là nhiều đấy. Nếu mà cuộc đời bạn nhạt quá như cái bánh giò thì nhớ là phải cho thêm cả một chút xì dầu nữa nha. À mà chả cốm ở đây hơi ít cốm mà giò thì cũng bình thường thôi. Thấy hàng bên cạnh bán bánh gối với cả bánh tô ngon quá mà mua ít nên thành ra người ta không bán. Buồn thế nhở, đành ngậm ngùi đi về vậy. Đoạn đầu nói vui vui thế thôi chứ cô bán hàng hiền lắm.